Em xin chào toàn thể các cô chú anh chị em đã quay trở lại với kênh Đặng Đình Vlog nha. Xin chào toàn thể mọi người. Đi ra nào chép. Đi ra. Đi ra nào. À, hôm nay thì em có một cái chủ đề và một cái đề tài về cái con chó Sù Bắc Hà này muốn chia sẻ đến với các cô chú anh chị em. Đấy, để mọi người hiểu rõ hơn về cái tính chất, đặc điểm, màu lưỡi và cái bản lưỡi của cái con chó Sù Bắc Hà. À, thì mà các cô chú anh chị em phải hiểu thế này này. Hiện nay thì không biết tại sao một số các cô chú anh chị em lại cứ hay đi tìm và hay đi hỏi lưỡi thép. Thì thực sự theo cái cuộc chơi đấy, từ trước đến giờ em thì ngày xưa thì chơi mông cọc mà và chơi cả Bắc Hà song song. Nhưng mà những cái con mà lưỡi thép hoặc là theo các cụ gọi ngày xưa ấy là những con mà lưỡi đổ mực ấy, à, thì em cũng đã cầm một hai con cọc, một con cọc màu đen và một con cọc màu vàng, một con cọc màu đen đực và một con cọc màu vàng cái là lưỡi thép đấy. Nhưng mà cái con cọc màu vàng cái thì nó chưa được gọi là lưỡi thép 100%, còn con cọc mà màu đen thì là lưỡi thép 100% đấy. Thì em phải tư vấn với các cô chú anh chị em thế này đấy, hiện nay thì mọi người cũng hay đi săn tìm những cái bản lưỡi thép hay các cụ hay gọi là lưỡi đổ mực đấy. Đấy thì nói thật với các cô chú anh chị em là cái thể loại mà lưỡi thép thực sự đấy mà đen từ lúc bé, đen tuyền từ lúc bé mà đẻ ra thì thực sự là rất hiếm. Còn hiện nay ấy, một số mà giao bán ở trên mạng ấy và một số những cái trang cá nhân hay hiệp hội ấy thì thường thường ấy nó gọi là lưỡi thép, nhưng mà một số các cô chú anh chị em cho em xem hình ảnh và đưa cho em xem thì thực sự có những con nó đốm khoảng tầm 80 đến 90% trở lên, nhưng mà vẫn có những cái viền lưỡi ở bên ngoài hoặc là ở bên trong nó vẫn chưa được thép. Thì thực sự chúng ta phải hiểu đúng nghĩa một cái con chó lưỡi thép là như thế nào. Thì là từ cái lúc nhỏ ấy nó đẻ ra là nó phải đen xì đấy, gọi là các cụ gọi là lưỡi đổ mực mà, thì mực là phải đen xì đen tuyền ngay từ bé, lớn lên nó cũng phải đen chứ không phải là lúc bé đốm nhiều đấy, đốm loang đốm nhiều đốm 80-90%, đến lúc lớn lên là đen kịt và đen loang, là cái này là không phải lưỡi thép chuẩn nha các cô chú anh chị em. Nhiều con hiện nay ở trên thị trường đấy, các cô chú anh chị em cứ giao bán bảo là lưỡi lưỡi thép hoặc là gắn mác với một số những con bố con mẹ là lưỡi thép, thì thực sự các cô chú anh chị em nào chơi đốm lưỡi hay là chơi 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 theo kiểu gọi là phong thủy đấy. Đấy, lưỡi đen lưỡi mực cũng gọi là một loại chơi phong thủy trong giới chơi ngày xưa của các cụ chúng ta, tổ tiên của chúng ta đấy, như là tứ túc mai hoa thần nằn bám cổ đấy, bạch cẩu hoàng đầu thân bối nguyệt đấy, huyền đề đơn và huyền đề kép đốm lưỡi lưỡi đổ mực đấy. Đấy nó là cũng hoặc là màu sắc đấy, gọi là nhất vệ nhì vàng tam đen tứ đỏ đấy, thì các cụ ngày xưa là chơi theo kiểu đó. Và một cái chúng ta chơi hiện nay là sàng lọc những cái loại mà cái con mà lưỡi thép cũng giống như là chúng ta gọi là đột biến về lưỡi, thì nó là như thế đấy các cụ chơi chem ạ. À, thì mọi người cũng cần phải hiểu rõ về tính chất về cái điều này để tránh, thứ nhất là bị lừa gạt, thứ hai là bị gọi là chi phối về cái tư tưởng để chúng ta chơi cho thật là đúng. Thật sự với các cô chơi chem là kể cả lưỡi thép hay không lưỡi thép, con nào khôn là nó khôn đấy. Có một anh ở dưới Đồng Nai anh hỏi, anh gọi điện hỏi là thế lưỡi thép có khôn hơn lưỡi bình thường hay không, thì cái điều này nhé, cái điều này là em trả lời là không, hoàn toàn là không đấy, hoàn toàn là không. Không phải cứ lưỡi thép là cực đỉnh khôn, không phải cứ huyền đề đơn huyền đề kép hay là cửu huyền đề mới là khôn đấy, không phải đâu các cô chị em ạ. Khôn là do tố chất của mỗi mỗi con chó đấy. Ví dụ một trong đàn đẻ ra 5 con nhưng mà trong đó chỉ có 3 con khôn còn lại là 2 con ngu chứ, hoặc cả một trong một gia đình đẻ ra có 2 anh em nhưng phải một thằng nó tính thế nọ một thằng tính thế kia chứ đấy, chứ đâu phải là, mà nói chung là khi mà chúng ta đã lưu giữ những cái nguồn gen và cái con chó Bắc Hà này nó được gọi là một trong tứ đại quốc quyền của Việt Nam, thì nó sẽ có những cái chỉ số IQ ở cái mức độ giống của nó là nhất định đấy, cho nên là nói nó ngu thì cũng chả phải ngu, trừ khi nó bị lai tạng hoặc nó bị lai tạng thì cái nguồn gen của nó sẽ bị mất đi những cái bản chất bản năng cái tư tưởng
cổ xưa của nó thì nó mới bị ngu ngơ đu đơ thôi, chứ còn em thấy là ở trại của em ấy, thấy con nào cũng ok chứ chưa thấy con nào nó quá ngu đấy. Mọi người cũng thấy đấy, em quay đồng loạt đấy cũng không phải là quay lẻ tẻ, thì mọi người đánh giá được cái mức độ gọi là hoạt động thể chất cho đến cái mức độ gọi là chạy nhảy của nó, là mọi người biết được con nào ngu hay là con nào khôn ngay đó. Còn lưỡi đen hay không lưỡi đen không ảnh hưởng gì đến trí thông minh, và cũng tư vấn với các cô chú anh chị em này, lưỡi đen đúc với lưỡi đen chưa chắc đã ra cả một đàn con là lưỡi thép 100%. Ví dụ 5 con thì được một con hoặc hai con, đó là tỷ lệ của nó, hoặc 3 con được một con hoặc không có con nào cũng có, đấy là cái tỷ lệ của lưỡi thép đấy. Hoặc là lưỡi thép đúc ra với những cái con chó, ví dụ đàn 5 con thì có rất nhiều, cả 5 con đều là lưỡi đốm, nhưng mà đốm nhiều, đốm loang 80 đến 90% là có đấy. Còn mọi người phải hiểu nhé, lưỡi thép hoặc là lưỡi đổ mực như các cụ ngày xưa nói là nó là một cái bản lưỡi, theo em nó là đột biến đấy, thì nó đột biến ở trong cái bộ gen nào trong cái cơ thể của nó di truyền lại được cho con nào thì con đấy tốt thôi, thì nó là độc đáo, nó là của độc của lạ của dị, chúng ta sưu tầm chúng ta chơi được, thì đó là một cái ngưỡng đấy, đó là một cái ngưỡng gọi là độc đáo trong cái giới chơi để chúng ta đạt được, nó càng hứng thú, nó càng gọi là thích thú trong cái cuộc chơi và đam mê này hơn đấy. Càng vươn đến cái tầm khó thì chúng ta sẽ cảm thấy là cái tinh thần của chúng ta nó sẽ cực kỳ là dễ chịu và lạc quan đấy. Em cũng vẫn đang đi săn đấy, nhưng mà em vẫn săn rất là thận trọng, tại vì em biết mà ngày xưa em cũng có nuôi mông cộc đấy, thì em cũng có biết là nó rất là khó đấy, cho nên là đâu phải là không đi săn đâu đấy. Ngoài các cô chú anh chị em đi săn thì em đi săn rất là nhiều chứ đâu phải là không săn, và em rất là kỳ vọng đấy. Còn những cái con mà lưỡi đốm nhiều ở trại của em thì em nói thật với mọi người thì thật sự mà nói thì quá nhiều luôn, kể cả cả trại đều đốm nhiều hết, đốm khoảng tầm 6-7-80% là cái chuyện bình thường đấy. Và còn một điều nữa các cô chú anh chị em lưu ý là thế này nhé đấy, cái lưỡi thép ấy hoặc là lưỡi như các cụ gọi là lưỡi đổ mực thì nó xảy ra trên toàn bộ màu của các con chó, chứ nó không có con nào bị đột biến lưỡi thì cái màu ví dụ như màu đen, màu đỏ, màu trắng, màu vàng, màu vện các kiểu nó có tất cả ở trên những cái con đấy luôn, chứ nó không có bảo là phải thiên về một màu đen hay là thường. Có một anh ở thành phố Hồ Chí Minh hỏi em là Tú ơi thế anh toàn thấy con đen là lưỡi lưỡi thép không, thì không biết có màu khác lưỡi thép không, thì không không phải là như thế đâu anh nhé, trắng cũng có, đen cũng có, đỏ cũng có đấy. Nhưng mà lưỡi thép đỏ ấy thì nó không được nổi bật như là lưỡi thép đen hoặc lưỡi thép trắng hoặc lưỡi thép vàng, tại vì màu đỏ ấy, thì cái sắc tố đỏ là một cái sắc tố đột biến và là một cái sắc tố gì đó nó làm cho cái con chó màu nó cũng hồng hào, nó cũng nhợt nhạt lên, cho nên là nhiều con màu đỏ lưỡi thép, nhưng mà chúng ta chỉ nhìn thấy gọi là phủ toàn là một màu đen hồng thôi, chứ nó không được gọi là đen kịt, đen gọi là đen kiểu như là nó phải tả thế nào cho các cô chú anh em hiểu, không phải đen đen gọi là đen lóng lánh, đen lấp lánh như là cái con màu lưỡi thép màu trắng hoặc lưỡi thép màu đen đấy. Mọi người hiểu hiểu cái mức mức độ đúng không đấy, thì các cô chú anh chị em nào đã cầm những cái con mà lưỡi thép mà màu đỏ ấy, thì mọi người sẽ thấy nó sẽ gọi là đen đen hồng hồng, chứ nó sẽ không bao giờ đen được đen kịt như là cái con màu đen hoặc đen kịt như cái con màu trắng hoặc màu vàng màu vện đấy. Tại vì sắc tố đỏ thì nói chung là cái màu da, màu riếc các kiểu, lưỡi liếc mép liếc của nó có thể là nó sẽ có những cái sắc tố khác đấy, hoặc là cái tỷ lệ hồng cầu hoặc bạch cầu của nó làm cho cái cơ thể của nó không thể nào mà đôn lên được cái sắc tố lưỡi lưỡi thép được đấy. Theo em là nghĩ là như thế thôi nhé, chứ không phải là phân tích chuẩn đâu các cô chú anh chị em nhé, đấy là để mọi người tham khảo đấy. Còn mà các cô chú anh chị em nào đã sưu tầm được những cái con lưỡi thép màu đen thì thực sự là chân quý, tại vì cái tỷ lệ nói chung là có đếm trên đầu ngón tay ngón chân trên cái đất nước Việt Nam này chơi chó bản địa mới được có vài con đếm trên đầu ngón tay ngón chân thôi, chứ không có nhiều đâu các cô chú anh chị em ạ. Đấy, còn em đi ra ngoài đường em cũng gặp rất nhiều những cái con chó cỏ, nhưng mà cũng mô hình chung thì cũng không tìm được lưỡi thép các cô chú anh chị em ạ. Lưỡi đốm thì có, nhưng mà thi thoảng vẫn có con lưỡi thép nhá, nhưng mà lâu lắm mới gặp được một con, hoặc là nó vô tình mình gặp thôi,
chứ mình cũng không có thể nào mà gặp được nó thường xuyên. Thì đây là một kiểu đột biến lưỡi hiếm đấy, mà theo các cụ ngày xưa đó là gọi là lưỡi đổ mực đấy. Cũng tư vấn cho các cô chính chị em một chút xíu thế thôi, chị em cũng gọi là cũng ham muốn cái kiểu lưỡi đây lắm đấy. Nhưng mà thứ nhất là nhân giống thì nó khó, thứ hai là nó cũng khó tìm, mà tìm được những con mà từ bé mà đẻ ra phát mà được khoảng tầm vài ngày nhìn lưỡi đen xì đen xịt, lớn lên lưỡi đen kịt bóng lóng lánh, thì thật sự đó là một con chó rất là khó. Chứ còn để tìm một cái con chó mà lúc nhỏ mà lưỡi nó đốm lên 80-90%, xong lớn lên nó loang toàn bộ lưỡi, mà để chúng ta gọi là lưỡi lưỡi thép thì không phải, đó không phải là một con chó chuẩn lưỡi thép đấy. Các cô chị em cũng cần phải đánh giá nhé. Rồi, xin chào bạn Chép nhá. Bạn Chép hôm nay là làm hình ảnh, bạn Chép buồn đấy. Ý, trời ơi. À, bạn Chép. Rồi, xin chào và gặp lại các cô chú anh chị em ở những video clip tiếp theo nha. Chép xin tạm biệt mọi người nha. Ôi trời ơi, vẫn chưa béo được.